sẽ bao giờ với Sunny Bình. Đó chắc chắn là một bàn thắng mà các cầu thủ viên của đội chủ nhà chờ đợi khi Văn Quyến đã thực hiện một tình huống sút phạt vô cùng đẹp mắt vào lưới của Basel Evan. Không chỉ các cầu thủ viên của xi măng với Sunny Bình mà rất đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều chờ đợi một khoảnh khắc tỏa sáng như thế này của Văn Quyến. Vẫn còn đó những tố chất của một cầu thủ được coi là tài năng nhất một thời của bóng đá Việt Nam. Một cú đá phạt quá đồng nghệ và Basel Evan dù đã rất cảnh giác nhưng cũng không kịp thời có được tình huống cản phá thành công. Thì Danh Ngọc cũng đã ghi được một bàn thắng rất đẹp mắt từ một tình huống hơi chếch ở bên phía cánh trái. Văn Quyến! Một trận đấu tuyệt vời của Văn Quyến. Tất cả những phẩm chất của Quyến ngày xưa giờ đây đã được cầu thủ này thể hiện lại ở trong những phút vừa qua của trận đấu với Hoàng Gia Lai. Đó là tầm quan sát, đó là sự tinh tế, trình độ kỹ thuật và khả năng ghi được những bàn thắng mà có lẽ là nhiều người nghĩ rằng chơi sân khấu Việt Nam chỉ có Quyến mới làm được. Tỷ số được nâng thành 2-0 cho xi măng giới với Sunny Bình trong một quyết định xử lý đầy ngẫu hứng của Văn Quyến. Một bàn thắng mà xem đi xem lại sẽ không hề thấy chán. Đường truyền của Santiago Musa rất vừa tầm đối với tình huống đặt bóng của Văn Quyến. Số 29 của xi măng giới với Sunny Bình đang là nhân vật chính của trận đấu ngày hôm nay. Bàn thứ hai của Văn Quyến trong trận tứ kết Cúp Quốc gia với Hoàng Gia Lai. Đội Việt Nam phản công. Đường truyền của Tuấn Phong cho Văn Quyến. Văn Quyến xử lý rất hay. Và tỷ số là 1-0 cho các đội Việt Nam. Văn Quyến đã chứng tỏ đẳng cấp của mình. Pha bóng rất xuất sắc của Phạm Văn Quyến trong sự vỡ hòa của toàn đội. Chúng ta xem lại pha phản công rất hay của đội Việt Nam. Tuấn Phong đã chuyền bóng rất khớp nhịp và rất chính xác. Văn Quyến có pha xử lý rất tinh tế và hạ gục thủ môn Lương Giai.
Tất cả đều bất ngờ khi mà lúc này đội Việt Nam đang dẫn với tỷ số 1-0. Pha dừng bóng rất tốt, sau đó là một cú đá hết sức tinh tế.
Audio Jungle.